Sau hơn một năm, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thu phí ô tô tự động. Chị không rành, cài không được nè, cài được rồi đậu hồi nãy giờ đi rồi. Nhiều khi ta xài Mobi, tải không được, không có vé, còn phải mượn điện thoại tôi, hay anh em quen biết rồi mượn app qua. Hàng chục tỷ đồng bị thất thoát. Các lực lượng tại bãi đổ không xử phạt được. Do đó là cái việc mà các người điều khiển phương tiện vào không đóng phí là rất là nhiều. Cách đây đúng một năm, chủ trương thu phí đỗ xe ô tô bằng phần mềm My Parking của Thành phố Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của người dân thành phố. Thu hút bởi nghe cách làm thì có vẻ như là thu phí tự động rất là thuận tiện, người dùng thì không phải trả tiền mặt, còn đơn vị quản lý thì không bị thất thoát các khoản thu mà lại không tốn nhiều nhân công. Thế nhưng ngay sau thời gian triển khai thì từ thất thoát, thu không bù chi lại là những từ được đề cập đến nhiều nhất khi nhắc đến dự án này. Và mới đây thì đơn vị được giao tổ chức thu phí đã phải lên tiếng xin thành phố có chế độ chính sách để bổ sung chi phí cho nhân viên thực hiện thu phí. Bởi cả tháng thì công ty này chỉ thu được hơn 180 triệu đồng, trong khi chi phí cho nhân công tổ chức đi thu lại hơn 840 triệu đồng, tức là mức chi gấp 4 lần mức thu. Theo tính toán, với các tuyến đường được phép đậu xe, dự kiến mỗi ngày thành phố sẽ thu về hơn 400 triệu đồng, mỗi tháng khoảng 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ đạt khoảng 180 triệu đồng mỗi tháng. Theo số liệu của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ tháng 5 khi mà lực lượng thanh niên xung phong tiếp quản việc thu phí đậu xe qua điện thoại di động, thì trung bình mỗi ngày 23 tuyến phố thực hiện thu phí thu được khoảng 5 triệu 500 nghìn đồng, tức là một tuyến phố chỉ tiếp nhận không quá 10 lượt đậu xe. Đây là một con số quá nhỏ và chênh lệch khá nhiều so với thực tế tại các bãi đỗ xe cũng như là lượng phương tiện thường xuyên di chuyển qua các quận trung tâm. Thành phố Hồ Chí Minh đang chịu thất thu quá nhiều từ việc thu phí đỗ xe qua điện thoại khi mà thu một mà phải chi đến 4. Đây không phải lần đầu thành phố công bố việc thất thu từ phí ô tô, mà trước đó tháng 12 năm ngoái, Sở Giao thông Vận tải cũng cho biết số tiền thu thực tế so với số lượng giám sát qua camera mới chỉ đạt 16%, tức là thất thoát đến 84%. Và đến tháng 5 năm nay, lực lượng thu phí mới được thay thế, song thực trạng thất thu vẫn diễn ra. Trong khi vẫn còn rất nhiều bất cập gây thất thu cho ngân sách, nhưng có vẻ như là Thành phố Hồ Chí Minh vẫn muốn tiếp tục thực hiện thu phí đậu xe qua phần mềm. Mới đây thì Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục giao Sở Giao thông Vận tải cùng các quận huyện nghiên cứu, rà soát để tăng thêm các tuyến đường có thu phí. Nghĩa là ngoài 23 tuyến đường hiện tại sẽ có thêm nhiều tuyến đường khác cho phép đỗ xe ô tô có thu phí. Trong khi đó thì với nhiều người, việc thu phí qua phần mềm này gặp rất là nhiều phiền toái. Thỉnh thoảng đậu xe ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng dịch vụ này. Hàng ngày tôi đều sử dụng cái dịch vụ My Parking này. Bất cập chứ thôi, nhưng mà xài thì thời gian thì nó cũng quen. Mình thấy sử dụng cái này thì cũng rất ok. Ít nhất là mình biết mình trả tiền bãi cho người nào đó. Ưu điểm thì không thấy, chỉ thấy nhược điểm thôi. Chỉ thấy rất là phiền phức, mất thời gian của tôi. Ví dụ tôi gấp tôi đi làm hay là tôi đi dự tiệc hay là đi cái gì đó thì tôi đậu ở đây rồi xong rồi phải... Cái thao tác tôi làm cái đó cũng phải mất mấy phút đồng hồ. Chưa nói là cái wifi, cái internet nó có tốt hay không nữa. Nó không tốt và nó cứ chạy vòng vòng hoài, đặt chỗ không được thì mình ngồi mình đợi tới khi nào đặt chỗ được. Đó nó thật sự nó rất là phiền phức. Khi mà chị muốn đặt cái app xe này, bắt buộc chị phải sắm thêm một cái điện thoại nữa, sử dụng thêm một cái thẻ SIM của Viettel để mà đặt cái app trả cái chương trình xe này. Em có cảm thấy là phiền không? Quá phiền. Đậu càng lâu cái giá nó lại càng up lên, không có đau xuống, rất là nguy hiểm. Một tiếng 25 ngàn, 2 tiếng là 50, đâu gửi nào chấp nhận gửi mấy trăm ngàn một tháng, gửi bao nhiêu tiền xe. Chị đậu mà chị không đặt theo app, chị cứ để đó thì Viettel làm gì chị? Nếu không may giám sát thì sao trả tiền, mà mức xe hay mức kiến hay mức đồ tự chịu nhiễm thôi. Có nhiều người nếu mà không có giám sát thì người ta sẽ không trả tiền đó, người ta sẽ không có trả tiền. Cái đó là cái ý thức của người dân thôi. Với nhiều người, không có giám sát thì không trả tiền. Đó là do ý thức của người dân. Như cách trả lời này thì có thể thấy việc thu phí dựa vào ý thức của người dân sẽ thực sự là khó khả thi đấy ạ. Theo số liệu thống kê trên hệ thống thì đã ghi nhận khoảng hơn 15.000 trường hợp đỗ xe ô tô nhưng không đóng phí, trong đó nhiều phương tiện tái diễn thường xuyên. Trong khi đó thì chính Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là nếu người đỗ xe không đóng phí thì lực lượng thu phí cũng không làm được gì. Đó là câu chuyện từ phía người dân, còn ở một góc độ khác, từ chính đơn vị quản lý và cung cấp dịch vụ này cũng còn nhiều lúng túng. Thu phí qua phần mềm
nghĩa là những nhân viên của đơn vị thu phí chỉ là người hướng dẫn người đậu xe cách cài đặt app trả phí. Thế nhưng việc này cũng rất lúng túng. Lý do là không có đủ thiết bị. Tại đây là hai người hai cái máy điện thoại nhưng mà chỉ một máy in. Chỉ có một người sử dụng một máy in như là một cái điện thoại thôi. Còn như cái điện thoại của tôi hiện tại bây giờ tôi đang có bên Viettel phát. Nhưng mà bây giờ không có sử dụng qua một cái máy in đó được. Cái mô hình này là một cái mô hình thu phí mới. Cho nên là cái việc mà một số anh em còn lúng túng đó là một chuyện không có tránh khỏi. Qua thời gian ngắn thôi, anh em chúng tôi cũng sẽ sớm cái thành thục cái thao tác. Cũng như là làm quen với những cái tình huống và để mà cũng như là đáp ứng được cái yêu cầu công việc. Nhiều nơi sau khi không thể hướng dẫn được người sử dụng cài phần mềm thì đành thỏa hiệp mặc cho xe muốn đậu thì đậu, muốn đi thì đi. Giờ phải tải cái mạng đó giờ. Cho em đậu chút xíu đâu mà bạn em xuống làm đi thôi. Chứ đủ em nha. Cảm ơn. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết hiện việc giám sát chỉ có thể thực hiện trong nội bộ đơn vị thu phí và thừa nhận đã có những tiêu cực xảy ra. Trong cái thời gian vừa qua cũng báo nêu là nhân viên thu phí là thu trực tiếp tiền mặt, mà cái điều này là Ủy ban nhân thành phố đã chỉ đạo là nghiêm cấm không thực hiện cái việc mà thu tiền mặt. Ông Đường cũng cho biết thêm, tới đây thành phố sẽ lắp thêm các camera tại các bãi xe để giám sát hoạt động thu phí, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới thanh toán qua nhiều kênh khác nhau để người sử dụng được thuận tiện hơn. Thu phí đỗ ô tô dưới lòng đường bằng công nghệ là xu hướng phù hợp trong quá trình xây dựng thành phố thông minh không dùng tiền mặt. Chính sách này nếu thực hiện tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả thành phố và người dân. Thế nhưng như quý vị vừa thấy thì một vòng luẩn quẩn như chúng ta đã đề cập, nếu không sớm được khắc phục, không có những sự điều chỉnh về mặt công nghệ, về con người hay không có chế tài mạnh hơn để xử lý, không chỉ gây thất thoát cho ngân sách mà ngược lại thì thành phố phải bù lỗ để chi cho toàn hệ thống nhân lực đang thực hiện. Như vậy thay vì có lợi lại hóa là thành gánh nặng cho thành phố.